Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. mộ tiến trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. MU quyết định tái ngộ diễn. MU tập trung kế hoạch ký Asensio. Với hai bom tấn MU sẽ bắt kịp Haaland và Bruyne và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU tập trung kế hoạch ký Asensio. Mặc dù Marco Asensio từ chối Bắc ra và tuyên bố muốn tập trung cho Real Madrid vào World Cup 2022, MU vẫn muốn có tuyển thủ Tây Ban Nha. Todo Fichazet đưa tin, quỷ đỏ đang tìm cách chiêu mộ Asensio. Việc Anthony Martial lần thứ ba chấn thương kể từ khi làm việc với Eric Ten Hag buộc MU phải tăng cường giải pháp tấn công. Hơn nữa, rủi ro về thể lực ở World Cup với những Ronaldo, gia đường Sancho hay Mercadford không hề thấp. Hè năm 2022, MU đặt vấn đề hỏi mua Asensio. Dù vậy, thương vụ này vẫn không diễn ra do nhiều vấn đề. MU sẽ trở lại với việc theo đuổi Asensio vào tháng 1 năm 2023. Với hai bom tấn MU sẽ bắt kịp Haaland và Breiner. Theo quan điểm đến từ Dinzone, hai bản hợp đồng bom tấn sẽ giúp Quỷ Đỏ bắt kịp với Hà Lan và De Bruyne, nhưng tiếc là ở thời điểm hiện tại, họ lại không đủ sức thuyết phục những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Trao đổi với Giver Me Spot, ký giả người Anh chia sẻ, MU sẽ không thể làm gì, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi sự sụp đổ của Man City. Sự khác biệt là quá lớn, họ cách xa Man City hàng dặm. Để bắt kịp với De Bruyne và Haaland, bạn sẽ cần phải ký hợp đồng với Mbappe và Joshua Kimmich hoặc những cầu thủ tương tự, nhưng bạn lại đang xem xét những cầu thủ mà mình không thể thu hút vào lúc này. Vì vậy, thật không may cho MU, họ có thể cố gắng hết sức trong kỳ chuyển nhượng, nhưng họ vẫn chưa thể sánh ngang với trình độ của các cầu thủ mà Man City có thể thu hút. MU quyết chí tái ngộ DX Mở Kim Zayed từng là học trò của Ten Hag ở Ajax trong giai đoạn 2017-2020 và chơi rất hay trong thời kỳ này. Zayed từng góp công lớn giúp Ajax tới bán kết C1 vào năm 2019. Anh ghi tổng cộng 49 bàn thắng sau 164 trận đấu cho Ajax trước khi cập bến Chelsea. Erik Ten Hag muốn củng cố hàng công của MU bằng cách đưa Zayed tới Old Trafford. Chelsea sẵn sàng bán cầu thủ này vì Zayed chơi không tốt ở Stamford Bridge. Kể từ khi chuyển đến London, Zayed không được ra sân thường xuyên. Mùa trước anh chỉ đá chính 14 trận tại ngoại hạng Anh, ghi 4 bàn và cung cấp 3 đường kiến tạo. Mùa này, DX mới chỉ được đá chính duy nhất một trận, hợp đồng hiện tại của DX với Chelsea sẽ hết hạn vào năm 2025. Leicester muốn có Van der Beek. Tương lai của tiền vệ Van der Beek tại MU ngày càng u tối và Leicester muốn giải thoát cho cầu thủ người Hà Lan ngay mùa đông này. Tờ Manchester Evening News khẳng định chân rút 25 tuổi sẽ được bày cáo hỏi mượn ngay tháng riêng năm nay, kèm điều khoản mua đứt trị giá 13 triệu bạc Anh. Ten Hag đặt rõ dấu ấn trong cuộc cách mạng ở MU. MU chưa thực sự ổn định và thể hiện xuất sắc như cách người hâm mộ kỳ vọng. Dù vậy, Eric Ten Hag đang bắt đầu tạo ra những dấu ấn cá nhân trong quá trình vực dậy câu lạc bộ. So với các đời huấn luyện viên trước đó, nhà cầm quân người Hà Lan thực hiện nhiều thay đổi đặc biệt. Đầu tiên là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chiến thuật, động thái loại bỏ mắc quai là việc làm can đảm. Ngoài ra, sự xuất hiện của những chân truyền giỏi như Lisandro Martinez hay Gitian Eriksen giúp MU triển khai bóng tuyến dưới tốt hơn. Quan trọng hơn cả điều đặc biệt mà Ten Hag làm tại Old nằm ở câu chuyện trên sân tập hay liên quan đến nội bộ đội bóng. Ten Hag từng tỏ rõ sự tức giận khi MU chạy thua Brentford 13,8 km. Thế là vào buổi tập hôm sau, ông yêu cầu các học trò chạy bù lại quãng đường ấy để gian đe tất cả. Kết quả muối mặt trước Man City tại ETH buộc Ten Hag tiếp tục đưa ra chỉ đạo đáng chú ý. Ông quyết định mở cuộc họp tại Carrington để yêu cầu các cầu thủ lẫn ban huấn luyện chỉ trích lẫn nhau trong quá trình phân tích nguyên nhân thua thảm trước cả hàng xóm. Cách thức Ten Hag chỉnh đốn MU không chỉ dừng lại ở đó, Telegraph tiết lộ chiến lược gia Hà Lan đang muốn thay đổi chế độ quản lý nhân sự so với trước đây dưới thời Ed Woodward. Trong giai đoạn Ed Woodward còn tại vị, đội bóng thường tự động kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với các cầu thủ một cách vô tội vạ, có những cầu thủ không xứng đáng được gia hạn nhưng MU vẫn thống nhất thỏa thuận mới để rồi đối diện tình trạng khó thanh lý nhân sự và tốn thêm nhiều tiền lương chi trả. Lúc này, Ten Hag kỳ vọng điều tương tự không tái diễn tại Old Trafford. Ông đặt ra yêu cầu nếu bất cứ ai muốn hợp đồng mới, họ phải nỗ lực khẳng định bản thân chứ không xuất hiện sự ưu ái hay nhóm cầu thủ nằm trong vùng an toàn nào ở câu lạc bộ. Đó là lý do Ten Hag chưa vội vàng kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng một năm với những đề ga Tom Hietan, Dalot, Luxor, Firmino, Fred, và Ronaldo. Các nguồn tin được chia sẻ từ câu khẳng định về Ten Hag. Ten Hag đang trong thời gian muốn theo dõi các cầu thủ là người như thế nào và thể hiện ra sao. Ông muốn xem cách họ điều chỉnh bản thân, giải quyết lực áp lực, cách họ phản ứng nếu không đá chính và cách họ giải quyết tình hình trước những thử thách khác nhau. Ten Hag hiện vẫn tìm hiểu các cầu thủ và sẽ bắt đầu nắm rõ tình hình trong hơn một tháng tới. Chiến lược gia 52 tuổi đang làm nên một cuộc cách mạng tại MU nhờ vào khả năng quản trị và biết cách đưa ra những động thái mới, đặc biệt. Kết quả cuối cùng là một dấu hỏi trong quá trình sự việc chỉ ra Ten Hag nỗ lực cải thiện đội bóng như thế nào. Mới đây, thầy trò Erik Ten Hag đã trở lại với hai chiến thắng liên tiếp trước Omonia và Everton. <laughs> Lisandro Martinez xây chắc vị trí chính thức ở MU MU đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước Everton nhưng cá nhân Lisandro Martinez đã có thêm một màn trình diễn tuyệt vời ở khâu phòng ngự lẫn phát triển bóng. Trung vệ người Argentina cho thấy lý do tại sao Ten Hag lại khao khát ký hợp đồng với anh ấy đến vậy. Martinez lại có thêm màn thể hiện vững chắc ở trung tâm hàng thủ. Cầu thủ người Argentina đảm bảo hàng thủ MU có được sự tập trung tối đa ngay cả khi vắng mặt Rafael Varane. Như thường lệ, khả năng cầm bóng phân phối bóng của Martinez từ tuyến sau rất hữu ích đối với MU. Anh cho thấy mình là một thương vụ đùng đắn của Ten Hag và sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thiếu trong lối chơi của đội nhà. Trước thềm mùa giải 2022-2023 khởi tranh, rất nhiều người nói về chiều cao của MacTonneth và đặt dấu hỏi rằng liệu anh có thể đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt của bóng đá Anh hay không. Tuy nhiên, anh đã đáp trả theo một cách không thể cứng rắn hơn và giờ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung vệ trong đội hình của MU. Và sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật tình hình chấn thương ở MU. Rafael Varane. Trung vệ người Pháp đã dính chấn thương trong trận thua trước Man City. Varane buộc phải rời khỏi sân ngay hiệp 1 vì vấn đề ở mắt cá chân. Cựu sao Real Madrid không đủ thể lực để tập luyện cùng đội vào sáng thứ tư trước chuyến hành quân đến sân Omonia và dự kiến sẽ không trở lại kịp thời trở lại vào giữa tuần. Harry Maguire Thủ quân quỷ đỏ cũng đang ngồi ngoài do chấn thương trong đợt tập trung lên tuyển Anh. Maguire gặp vấn đề ở đùi ở cuộc chậm chán giữa Tam Sư vào tuyển Đức diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Ban đầu có thông tin cho rằng ngôi sao 29 tuổi phải mất 2 tuần để bình phục, do đó anh sẽ bỏ lỡ hai trận đấu của MU. Tuy nhiên, Eric Ten Hag tiết lộ rằng Maguire có thể phải đợi lâu hơn và nhiều khả năng Varane sẽ trở lại đội hình trước. Van der Beek dù đã tái hợp Ten Hag nhưng tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa thoát khỏi cảnh bị thất dụng. Mùa giải năm nay, Van der Beek cũng chỉ mới có 19 phút thi đấu tại ngoại hạng Anh. Lần gần nhất cửu sao Ajax ra sân là trong cuộc chạm trán Liverpool vào 22 tháng 8. Theo tờ Mirror, Van der Beek đã bỏ lỡ 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường vì dính chấn thương và phải ngồi ngoài điều trị. Cầu thủ người Hà Lan sau đó đã vắng mặt trong buổi tập của đội 1 trước đợt tập trung lên tuyển. Anh cũng bị gạt khỏi tên danh sách đăng ký ở cuộc chạm trán Omonia và vẫn còn phải xem liệu Van der Beek có nằm trong kế hoạch của Ten Hag trong trận đấu với Everton tới đây hay không. Juan Bisaka Cũng như Van der Beek, lần cuối cùng Juan Bisaka góp mặt vào đội hình quỷ đỏ là ở trong trận thắng 2-1 trước Liverpool vẫn chưa xác định rõ tình hình chấn thương của Bisaka. Đề cập đến khả năng ngoan Bisaka trở lại, Ten Hag nói hai người còn lại tôi không thể đưa ra dự đoán trước. Tuy nhiên sự vắng mặt này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến đội hình quỷ đỏ, bởi kể từ đầu mùa, Ten Hag luôn tin dùng Diogo Dalot và hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng đang hoàn thành khá tốt vai trò được giao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!